Rạng bonsai Phú Yên, chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình có hai phôi hồng quân yên trái, cây rất khủng nhưng mà anh em, cây vừa khai thác xong này. Rồi, mẹ số 1 là một cây hồng quân yên trái nhưng mà anh em, cây rất to nha. Đây cả quanh gốc là 65, chiều cao là 1m4, cây một cốt nha, một cốt ba thân. Thân nào cũng co lách hết nhưng mà anh em, bộ đứa trại rất to nha, bộ đực rinh luôn nha mấy anh em, thân co lách. Quay tổng thể cho mấy anh em xem. Cây rất to, cây này nặng tầm gần 70 kg nha mấy anh em, gần 70 kg. Đây bầu đọc riêng, đứa rửa trại rất đẹp, vành gốc là 65, chiều cao là 1m4, một cốt ba thân, thân co lách, thân nào cũng co lách hết nhưng mà anh em rất to. Rồi, bao giá với mấy anh em là mã số 1 2.500.000 mình bao ship nha. Cây rất nặng nên là tiền ship cũng cao nha mấy anh em. Cây bầu đọc riêng, vành gốc 65, chiều cao 1m4, thân cò lách. Rồi, bao giá với mấy anh em là mã số 1 2.500.000 bao ship. Dòng này cực kỳ dễ sống nhé, quả ăn rất ngon. Rồi qua mã số 2, mã số 2 là một cây lùng lực rất đẹp nhưng mà anh em, cây vừa khai thác vừa vừa tới nha. Cây bầu đọc rinh nha, cũng một cốt hai thân nên ba chốt nha. Vành gốc là 42, chiều cao là 50 nha. Cây rất đẹp nha mấy anh em, nhìn ra dáng rất là dân nha. Rồi, là giá với mấy anh em là mã số 2 450k bao ship nha, 450k bao ship. Vành 42, chiều cao 50, 450k bao ship. Và số điện thoại của mình là 0974 526 253, cũng là số Zalo nha mấy anh em. Anh em nào có xem video thì cho mình xin một lượt đăng ký nhé. Chào anh em.